Phần A. Rút gọn các biểu thức A và B. Các biểu thức A này. Ở đây căn bậc 2 của 32 bằng 4 căn 2. Vậy chỗ này sẽ bằng 3 nhân lên 4 căn 2. Căn bậc 2 của 18 bằng 3 căn 2. Căn bậc 2 của 50 bằng 5 căn 2. Đóng mở ngoặc. Chia cho căn bậc 2 của 2 bên ngoài đúng không ạ? Bây giờ em đi tính toán ở trong đúng ngoặc này, 3 x 4 cho nên là 12 căn 2 này. 2 x 3 đây là 6. Trừ 5 căn 2 để nguyên. Bây giờ tính toán ở trong đúng ngoặc đi. 12 căn 2 trừ đi 6 căn 2 trừ 5 căn 2, kết quả bằng 1 căn 2. Như vậy căn 2 chia căn 2 bằng 1. Tiếp theo rút gọn đến biểu thức B. Với điều kiện x lớn hơn hoặc bằng 0, x khác 4, ta có biểu thức B bằng. Ở biểu thức B này thì em xử lý mỗi một cái mẫu cuối cùng này. Mẫu cuối cùng là 4 thì bằng 2 bình phương căn x, bình phương thì bằng x này. Vậy chỗ này là bằng 2 trừ đi căn x nhân với 2 cộng căn x. Thế em để ý chỗ này là căn x trừ 2 này. Vậy ở đây em đổi thế này thành dấu trừ nhé. Đổi dấu trừ. Đấy, vậy thì cái chỗ ở bên dưới là 4 trừ đi x. Em sẽ đổi cái này thành x trừ 4. Đấy, và hàng đẳng thức chúng ta sẽ là căn x trừ 2 nhân với căn x cộng 2. Bây giờ ta viết vào trong phần bài làm này. Cái phân thức đầu tiên để nguyên. Phân thức thứ hai cũng để nguyên. Ở đây em đổi thành dấu trừ nhé. Chú ý này, thành dấu trừ này. Ở trên tử là 5 căn x cộng 2 này. Nếu mà khi đổi thành dấu trừ rồi thì ở dưới mẫu chúng ta phải đổi thành x trừ 4. Thì tương ứng với nó ở cái phần chúng ta nháp đấy. Chỗ này là căn x trừ 2 nhân với căn x cộng 2. Bây giờ chúng ta thực hiện là quy đồng mẫu thức chung. Cái mẫu thứ ba này, đây là mẫu thức chung này. Như vậy tương ứng với cái tử đầu tiên là căn x cộng 1 em sẽ nhân với căn x cộng 2. Cái tử thứ hai, 2 căn x em sẽ nhân với căn x trừ 2. Còn cái tử thứ ba em để nguyên 5 căn x cộng 2. Nhưng ở đây là dấu trừ thì chỗ này em phải đóng ngoặc vào. Mẫu để nguyên căn x trừ 2 nhân với căn x cộng 2.
Bây giờ trên tử em phá dấu ngoặc ra, căn x nhân căn x bằng x này. Tiếp theo là cộng với 2 căn x cộng với căn x cộng với 2. Đây cộng với 2x trừ đi 4 căn x. Dấu ngoặc cuối cùng, mở dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ. Trừ đi 5 căn x trừ đi 2. Mẫu để nguyên. Bây giờ mà rút gọn lại trên tử đi, x cộng với 2x được cả 3x. Ở đây là 2 căn x cộng với 1 căn x là 3 căn x trừ đi 4 căn x là âm 1 căn x trừ đi 5, như vậy bằng âm 6 căn x. Còn số 2 trừ 2 bằng 0. Để mẫu chép xuống. Ở trên tử chúng ta nhóm nhân tử chung. Thứ nhất là đây là số 3, số 6 thì có nhân tử chung là số 3. Sau đó đây là x, đây là căn x, có nhân tử chung là căn x. Vậy bên trong ngoặc chỗ này còn căn x này trừ đi 2. Bây giờ em rút gọn là trên tử và dưới mẫu đều có căn x trừ 2 rút gọn đi. Thì ở trên tử chúng ta còn là 3 căn x. Dưới mẫu còn căn x cộng 2. Đây là đáp số. Như vậy chúng ta có biểu thức A bằng 1 này, biểu thức B bằng 3 căn x phần căn x cộng 2. Tiếp theo đến phần B. Tìm x để giá trị của biểu thức A lớn hơn giá trị của biểu thức B. Để A lớn hơn B thì A là 1 này, lớn hơn B là 3 căn x phần căn x cộng 2. Bây giờ chúng ta chuyển vế. 1 trừ đi 3 căn x phần căn x cộng 2 lớn hơn 0. Sau đó em thực hiện quy đồng. Ở đây là 1 nhân với căn x cộng 2 thì bỏ số 1 đi, viết căn x cộng 2 thôi. Trừ đi 3 căn x. Mẫu để nguyên. Ở trên tử rút gọn đi, căn x trừ đi 3 căn x là bằng âm 2 căn x và cộng với 2. Mẫu vẫn để nguyên. Sau khi làm ở đây, bây giờ em đánh giá như thế này nhé. Cái mẫu này, căn x cộng 2, nó là một số lớn hơn 0, là số dương đấy.
cái kết quả của cái phân số này lớn hơn 0, tức là phân số này cũng là một số dương. Như vậy thì tương ứng với tử cũng phải là một số lớn hơn 0, tử cũng phải là số dương. Vậy từ đây em mới đổi tương đương. Âm 2 căn x cộng 2 cũng phải lớn hơn 0. Tương đương với âm 2 căn x lớn hơn âm 2. Từ đây em có căn x. Bây giờ chia hai vế cho âm 2 thì nhớ phải đổi chiều này, phải nhỏ hơn số 1 này. Sau đó em bình phương hai vế thì chúng ta có x nhỏ hơn 1. Bây giờ em đi kết hợp với điều kiện x lớn hơn hoặc bằng 0, x khác 4. X nhỏ hơn 1 thỏa mãn điều kiện khác 4. Nhưng mà còn cái x lớn bằng 0 này em phải ghi kết hợp vào đấy. Như vậy tóm lại chúng ta có x lớn hơn hoặc bằng 0, x nhỏ hơn 1. Thì biểu thức A lớn hơn biểu thức B. Tiếp theo đến bài số 2. Phần đầu tiên, giải hệ phương trình. Đầu tiên thầy chép lại cái hệ này vào trong phần bài làm. Bây giờ em sẽ đi em chuyển vế để đưa về cái dạng của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số trừ 2x. 5y chuyển sang vế bên trái là trừ 5y. Còn 19 chuyển sang vế phải thành âm 19. Phương trình dưới. Đến đây em nhận thấy là phương trình trên cái hệ số của x này, đó là số âm 2. Thì phương trình dưới em có thể nhân hai vế với số 2 luôn đi. 2x đấy cộng 4y bằng 8. Đến đây hệ số của biến x hai phương trình trên và dưới đối nhau em sẽ cộng vế với nhau nhé. 2x cộng với âm 2x bằng 0, âm 5y cộng với 4y bằng âm y này. Ở đây thì nhầm chỗ này. Chỗ này ta nhân với 2 nhưng mà chỗ này với số 8 này phải nhân với 2 thành 16 đó. Sửa chỗ này nhé. Đây không phải là 8, đây là 16 này. Như vậy là âm 19 cộng 16 bằng âm 3. Sau đó em giữ lại một phương trình. Ví dụ giữ lại phương trình bên dưới này, x cộng với 2y bằng 8. Từ đây em sẽ có y bằng 3. Y bằng 3 thay xuống dưới thì em sẽ có đây 2 nhân y bằng 6 này. Như vậy x sẽ bằng 8 trừ đi 6 bằng 2. Ở đây chúng ta kết luận, vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là cặp số xy bằng 23. Tiếp theo ta đến phần thứ hai,
Đề bài cho bạn Lan hiện có 300.000 đồng để mua một chiếc xe đạp trị giá 1.200.000 đồng. Bạn Lan lên kế hoạch mỗi ngày tiết kiệm 12.000 đồng. Gọi Y đồng là tổng số tiền mà bạn Lan có được sau X ngày thực hiện tiết kiệm. Phần A, lập công thức tính Y theo X. Như vậy căn cứ vào đề bài thì chúng ta có như sau. Theo đề bài ta có: Y đồng này là tổng số tiền bạn Lan tiết kiệm được sau X ngày. Mỗi ngày bạn ấy tiết kiệm 12.000 đồng. Như vậy sau X ngày sẽ là 12.000 đồng này nhân với X, cộng thêm mấy số tiền 300.000 đồng bạn ấy có ban đầu. Như vậy chúng ta có cái hàm số này. Đây là công thức tính Y theo X này. Đơn vị đây là đồng. Phần B hỏi sau bao nhiêu ngày bạn Lan có đủ số tiền để mua xe đạp. Cái xe đạp này có giá là 1.200.000 đồng. Thì khi mà bạn Lan đủ số tiền mua xe đạp, có nghĩa là cái giá trị Y này nó bằng với con số 1.200.000 này. Vậy thì phần B chúng ta sẽ đi lý luận là để đủ tiền mua chiếc xe đạp thì mười hai nghìn nhân x cộng với 300.000 sẽ phải bằng con số 1.200.000. Em giải phương trình này, chúng ta tìm x, chuyển vế này. 12.000 x bằng 1.200.000 trừ đi 300.000 bằng 900.000. Từ đây em có x bằng 900.000 chia cho 12.000 bằng 75. Như vậy chúng ta kết luận, vậy sau 75 ngày thì bạn Lan sẽ đủ tiền để mua chiếc xe đạp. Ở bài số 3, cái phần A yêu cầu là chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Ở đây em đi em tính theo delta phẩy. Phần thứ nhất này, phương trình đã cho có delta phẩy bằng b phẩy bình phương. Cái này tính bằng âm b phải bình phương nhé, cái bằng trừ để đóng mở ngoặc này, m trừ 5 tất cả bình phương trừ đi a là 1, còn c là trừ 4m cộng 1, d đứng ở sau chữ x ấy nhé. Bây giờ ta khai triển ra, cái dấu âm này không tính bởi vì bên ngoài nó có mũ chẵn rồi. Bây giờ khai triển m trừ 5 tất cả bình phương thôi, m bình phương trừ đi 10m cộng với 25, tiếp theo là cộng với 4m trừ đi 1. Bây giờ rút gọn đi, m bình phương này âm 10m cộng 4m là trừ đi 6m, 25 trừ 1 cộng 24.
Bây giờ chúng ta sẽ đi ép hàng đẳng thức, cái đa thức bậc 2 này. M bình phương, cái này là trừ đi 2 nhân M hàng đẳng thức thứ hai đấy, bình phương một hiệu đấy. A bình phương trừ 2 nhân A nhân B. Đây là 2M mà phía trên là 6M, đây nhân với 3. Tiếp theo sẽ là cộng với 3 bình phương là cộng với 9. Cộng 9 thì em về đi em trừ đi cho 9, không thay đổi, còn cộng 24 để nguyên. Ba hạng tử đầu này nó là hàng đẳng thức M trừ đi 3 tất cả bình phương, còn hai cái số phía sau này âm 9 cộng 24 bằng dương 15. Sau khi làm đây rồi em thấy là nó là một tổng bao gồm cái biểu thức đầu tiên là mũ chẵn cộng với số thứ hai là số 15. Vậy kết quả là lớn 0 với mọi M. Rồi từ đây chúng ta kết luận, vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi M đều phải chứng minh. Đến phần B yêu cầu là tìm M để cho thỏa mãn cái biểu thức này. Phần B liên quan đến kiến thức về hệ thức VS. Cái bước đầu tiên em khẳng định lại là theo kết quả phần A thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi M. Theo phần A, phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. X1, X2 với mọi M. Từ đây em ghi hệ thức VS ra. Chúng ta có tổng hai nghiệm bằng âm B chia A. B là trừ 2 đóng mở ngoặc, M trừ 5 này. Âm B thì em thêm một dấu ngoặc vào đây, thêm dấu trừ nữa, chia A là 1. Vậy đây là 2 nhân với M trừ 5. Em có thể mở ngoặc ra là 2M trừ 10. Còn là x1 nhân x2 bằng C chia A. Âm 4M cộng 1 chia cho 1 bằng âm 4M cộng 1. Cái chỗ này em giải thích bên ngoài dấu ngoặc, đây chính là hệ thức VS. Bây giờ chúng ta đi khai thác cái dữ kiện của đề bài này. Để chúng ta tìm M. 2x1 bình phương cộng với 2x2 bình phương cộng x1 bình phương x2 cộng x1 x2 bình phương bằng 6. Hai hạng tử đầu tiên này em nhóm số 2 làm nhân tử chung này, bên trong ngoặc còn x1 bình cộng x2 bình phương. Hai hạng tử phía sau ta có nhân tử chung là x1 nhân x2, bên trong ngoặc còn x1 cộng x2. Bây giờ ta biến đổi tiếp ở trong cái dấu ngoặc thứ nhất này. Cái chỗ này là x1 bình cộng x2 bình thì nó chính bằng là x1 cộng x2 tất cả bình phương này trừ đi 2 x1 x2. Đấy là trong cái dấu ngoặc đơn đấy nhá. Bây giờ em phải đóng ngoặc vuông vào, bên ngoài nó có số 2, để nguyên như thế này. Mấy cái biểu thức kia thì em chép lại xuống đây.
Đến đây chúng ta đã biến đổi về tổng và tích hai nghiệm rồi. Bây giờ em thay hệ thức VS vào. X1 cộng 2 thay bằng 2M trừ 10 vào đây. Như vậy chỗ này em sẽ thay vào, chúng ta có là 2 này, nhân với đóng vào ngoặc, chỗ này là 2M trừ 10 bình phương này, trừ đi 2 nhân với X1, X2 là âm 4M cộng 1. Sau đó đây vẫn có ngoặc vuông này, cộng X1, X2 là âm 4M cộng 1, nhân với X1 cộng 2, 2M trừ đi 10 bằng 6. Bây giờ các em tính toán thật cẩn thận, phá ngoặc ra. Tương đương với số 2 cái để nguyên đây, khai triển ở trong ngoặc nhé. Cái này là 4M bình phương này, trừ đi 40M cộng với 100. Giống ngoặc thứ 2 cộng với 8M trừ đi 2. Bây giờ thay cái này vào giống ngoặc tròn, nhân 2 giống ngoặc ở phía sau, âm 4M mà nhân với 2M thì bằng trừ với đi 8M bình phương. Sau đó tiếp theo là âm 4M nhân với âm 10 thành cộng với 40M. Rồi cộng với 2M trừ đi 10 bằng 6. Bây giờ em nhân phá ngoặc ra nhé. Rồi chúng ta rút gọn đi. 8M bình phương này trừ đi 80M cộng với 200 cộng với 16M trừ đi 4 trừ đi 8M bình phương. Ở kia là 40 cộng với 2 là 42M trừ đi 10 bằng 6. Bây giờ em thực hiện, em rút gọn đi. 8M bình phương trừ 8M bình phương bằng 0. Còn chỗ này là âm 80M cộng với 16M cộng với 42M thì bằng âm 22M. Đây là 200 trừ đi 4 trừ đi 10 bằng 186. Bằng 6 để nguyên. Bây giờ ta chuyển vế. Âm 22M bằng 6 trừ đi 186 bằng âm 180. Đây chúng ta có M bằng âm 180 chia cho 22. Rút gọn đi, chia cả từ mẫu cho 2 bằng 90/11. Bài này thì nó không có điều kiện của M. Thế làm xong kết luận. Vậy M bằng 90/11 là giá trị cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Bây giờ theo dõi đến phần thứ hai. Trong năm 2020, gia đình bạn An có tổng thu nhập cả năm đạt 120 triệu đồng.
đến năm 2021 ở đây đề bài này chỗ này thiếu số 1 nhé. Gia đình bạn An có thêm một người nữa nên mặc dù tổng thu nhập tăng thêm 10 triệu đồng nhưng mà thu nhập bình quân theo đầu người lại giảm đi 4 triệu đồng so với năm 2020. Hỏi trong năm 2021 gia đình bạn An có bao nhiêu người? Bây giờ chúng ta đi gọi ẩn trực tiếp, gọi cái số người của gia đình bạn An trong năm 2021 là x người. Ở đây x phải lớn hơn 1 và x phải thuộc tập hợp n sao. X lớn hơn 1 bởi vì là cái số người cái năm 2021 này lớn hơn cái năm trước là 1 người phải không nhỉ? Từ đây chúng ta sẽ suy ra số người trong gia đình bạn An năm 2020 là trong gia đình bạn An năm 2020 sẽ là, cái này ta nói là đến năm 2021 gia đình bạn An có thêm một người nữa, như vậy năm 2020 phải trừ cho 1. Bây giờ chúng ta đi tính thu nhập bình quân theo đầu người. Cái năm 2020 thì tổng thu nhập cả gia đình là 120 triệu đồng. Mà lúc đó thì cả gia đình có x trừ đi 1 người. Như vậy thì chia bình quân là chúng ta có mỗi người sẽ có thu nhập là 120 này, chia cho x trừ 1. Ở đây em đi em tính ý thứ nhất này, ý tiếp theo nhé. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2020 là 120 chia cho x trừ 1, đơn vị là triệu đồng. Tương tự như vậy chúng ta tính thu nhập bình quân theo đầu người năm 2021. Ở đây cái năm 2021 này thì đề bài nói là thu nhập tăng thêm 10 triệu nữa, tức là con số này không phải là 120 mà là 120 cộng với 10 thì 130 nhé. Chia cho cái số người của cái năm 2021 là x này, đơn vị đây là triệu đồng. Và ở đây để chúng ta thiết lập ra phương trình thì đề bài nói là vì thu nhập bình quân theo đầu người năm 2021 này nó giảm đi 4 triệu đồng so với năm 2020. Tức là cái thu nhập của cái năm 2020 lớn hơn năm 2021 là 4 triệu nhá. Vậy ta lấy cái số lớn trừ đi cho số bé ra số 4. Em ghi là theo đề bài ta có phương trình. Lấy cái số tiền thu nhập theo đầu người của cái năm
2020 nhiều hơn. Thế là 120 phần x trừ 1 này. Ta trừ đi cái số tiền thu nhập theo đầu người của năm 2021 ít hơn là 4 triệu đồng bằng 4. Cái phương trình này bây giờ chúng ta sẽ thực hiện quy đồng rồi khử mẫu. Bây giờ quy đồng mẫu thức chung nhé. Mẫu thức chung là hai cái mẫu đó nhân với nhau, x nhân x trừ 1 này. Vậy cái tử này sẽ là 120 ta nhân với x. Tiếp theo là trừ đi 130 này nhân với x trừ 1 bằng 4 này nhân x trừ 1. Ở đây thầy vừa quy đồng là vừa khử mẫu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi phá thu ngoặc ra. 120x cái này trừ đi 130x cộng với 130 bên tay phải là bằng 4x bình phương trừ đi 4x, tương đương với bên tay trái là 120 trừ đi 130 là âm 10x này cộng với 130 bằng 4x bình phương trừ đi 4x. Bây giờ em chuyển vế thì em lấy vế phải này, em trừ vế trái cho đỡ bị âm cái hệ số của x bình phương nhé. 4x bình phương này trừ 4x, đây vế phải này em trừ đi cho vế trái nhé. Thế là kia là trừ 10x, cái này là cộng 10x này. Sau đó trừ đi 130 bằng 0. Đây lấy bên phải trừ bên trái. Bây giờ em rút gọn đi. 4x bình phương âm 4 cộng với 10 là cộng với 6 trừ đi 120 này. 130 bằng 0. Bây giờ em chia hai vế của phương trình này cho số 2 cho nó gọn hệ số đi. Vậy ở đây chúng ta còn là 2x bình phương rồi cộng với 3x trừ đi 65 bằng 0. Phương trình này chúng ta đi tính delta để giải phương trình. Delta bằng b bình phương trừ đi 4ac, 3 bình phương trừ đi 4 nhân với 2 nhân với âm 65. Vậy bằng 9 này, 2 dấu trừ đây thì dấu cộng này. 4 nhân 2 là 8 nhân với 65 bằng 520. Như vậy bằng 529 lớn hơn 0. Từ đây chúng ta suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất bằng âm B là âm 3 cộng với căn bậc 2 của delta căn 529 chia cho 2 nhân A là 2 nhân 2 này. Ở đây bằng âm 3 cộng với 23 chia cho 4 bằng 5. Giá trị này thỏa mãn điều kiện. Phần nghiệm thứ hai bằng âm 3 trừ đi 23 chia 4. Vậy bằng âm 26 phần 4 bằng âm 13 phần 2. Cái gì về loại? Rồi bây giờ ta kết luận. Vậy số người trong gia đình bạn An năm 2021 là 5 người.
Ở bài số 4 người ta cho chúng ta một cái chai đựng nước. Bạn An, bạn ấy đo đường kính của đáy chai là bằng 6 cm. Em nhìn cái hình mô phỏng bên tay trái này. Chiều cao của phần nước ở trong cái chai này là 9 cm. Sau đó bạn ấy lật ngược cái chai và bạn ấy đo được cái chiều cao của cái phần hình trụ không có chứa nước là 7 cm. Tức là cái phần không khí ở trong cái chai này. Phần A yêu cầu là tính thể tích của lượng nước ở trong chai. Vậy thì để tính cái thể tích của cái lượng nước ở trong cái chai này, chúng ta sẽ căn cứ vào cái hình bên tay trái đây. Thì bản chất của nó chính là một cái hình trụ này có đường kính đáy là 6 cm. Rồi là chiều cao đây là 9 cm. Có hết số liệu rồi nha. Bây giờ ta đi làm phần A. Ta có thể tích của lượng nước ở trong chai là thể tích của lượng nước ở trong cái chai là chính là thể tích của hình trụ đấy. Vậy ở đây ta đặt là V1 nhá, bằng diện tích đáy nhân đường cao. Ở đây người ta cho là pi xấp xỉ bằng 3,14. Vậy em thay vào đây nhá, này khoảng 3,14 này, nhân này bán kính bình phương, em lấy đường kính chia 2 đó, nhân với chiều cao là 9. Vậy khoảng bằng 254 đơn vị là cm khối. Cái cm khối hay là cái đơn vị là ml là như nhau nhé. Cũng giống như là decimet khối ml là như nhau. Như vậy ở đây nó chính là bằng 254 đơn vị là ml. Đến phần B yêu cầu là tính cái thể tích của cả một cái chai. Thì tính thể tích của cả cái chai này, em hình dung là chúng ta sẽ lấy thể tích của cái nước này cộng với thể tích của không khí, thì là thể tích của cả cái chai này. Nếu em nhìn vào cái hình ở bên tay trái này thì em thấy là cái thể tích không khí ở phía trên này này, nó không có cái dạng hình học cơ bản chúng ta làm nhé, không tính được. Vậy bây giờ để tính thể tích của không khí, người ta đã đem người ta lật ngược cái chai lại nhé. Lật ngược cái này, cái hình bên tay phải này. Thế thì cái đó, cái phần thể tích của không khí nó chính là cái phần phía trên đây này, đây. Và tương ứng của nó chính là thể tích của một cái hình trụ chiều cao là 7 cm, còn cái đường kính đáy của nó thì vẫn là 6 thôi, phải không nhỉ? Đấy, như vậy thì để tính thể tích của không khí ở trong cái chai này là chúng ta phải lật ngược cái chai nó lại nhé. Để chúng ta tính thì nó mới đưa về công thức tính thể tích hình trụ mới làm được. Còn để nguyên ở bên tay trái này là để nguyên gốc như này không làm được. Đấy, chú ý như vậy. Bây giờ ý thứ hai thì phần B này, em đi em tính này. Thể tích phần không khí này sau khi lật lại chai nước là bây giờ em nhìn vào cái hình bên tay phải đấy, chúng ta có V2 bằng này, nó sẽ trở thành thể tích của hình trụ này bằng 3,14 này. Pi là nhân bán kính bình phương, bán kính là vẫn là bằng 6 chia 2 bình phương. Còn bây giờ chiều cao của nó bằng 7. Và cái này ta tính là khoảng là bằng 198
cm khối và là chính là 198 ml. Từ đây em suy ra thể tích của cả cái chai này nó bằng thể tích của nước cộng với thể tích của không khí, nó là bằng V1 cộng V2. Thành luận vậy thể tích của chai nước là thể tích của chai nước là V bằng V1 cộng V2 khoảng là bằng 452 ml. Như vậy ở cái bài này thì cái phần B nó là một cái tình huống ở trong thực tế. Ví dụ như người nào đó mà người ta đố chúng ta đi tính cái thể tích của cái chai nước này mà chứa một cái phần nước này, thì khi em tính thể tích đấy, em tính thể tích của cái phần nước bên dưới này thì tính dễ rồi. Nó là thể tích hình trụ, nhưng mà cái phần không khí phía trên này, nếu cứ để nguyên cái chai theo chiều dọc này thì chúng ta để xuôi này thì em không tính được cái thể tích phần không khí này, mà em muốn tính thể tích phần không khí thì em phải lật ngược cái chai này, úp lại như này nhé. Đấy, thì khi đó phần không khí nó sẽ rơi vào chính là cái thể tích của một hình trụ, chúng ta mới làm được. Em lưu ý cách thực hiện như vậy. Tiếp theo ta đến bài số 5. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vẽ hình theo yêu cầu của đề bài. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB bằng 2R. Cái bước đầu tiên chúng ta sẽ đi vẽ nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Sau đó chúng ta lấy một điểm C cố định ở trên nửa đường tròn. Điểm M thuộc vào cung AC, điểm M khác hai điểm A và điểm C. Ví dụ thầy lấy điểm M ở khu vực này. Ta hạ MH vuông góc với AB tại H. Tia MB cắt CA tại E. Bây giờ em nối MB và CA cắt nhau tại điểm E. Tiếp tục ta kẻ EI vuông góc AB tại I. Từ đây em kẻ vuông góc này xuống AB. Cái điểm này là điểm Y đây. Gọi K là giao điểm của AC và MH. AC và MH đây giao nhau tại điểm này là điểm K đây. Phần A chứng minh cho tứ giác BHKC là tứ giác nội tiếp.
Vậy ta phải nối cái điểm B với điểm C vào. Phần B chứng minh cho AK nhân AC bằng AM bình phương. Tiếp theo em nối AM. Ta đọc nốt đến phần C xem có phát sinh thêm yếu tố gì về hình vẽ không nhé. Chứng minh AE nhân AC cộng với BE nhân BM không phụ thuộc vào vị trí của điểm M trên cung AC. Rồi, như vậy ở đây phần A thì chứng minh cho tứ giác BHKC là tứ giác nội tiếp. Thì em thấy tứ giác này nó có hai góc đối nhau này, có tổng bằng 180 độ. Góc tại H là đề bài cho giả thiết là MH góc AB này. Còn góc tại C đây, góc tại C này thì đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Và bây giờ chúng ta đi trình bày lời giải nhé. Phần A, thế ta lý luận ta có MH vuông góc với AB tại H, cho nên em suy ra góc KHB bằng 90 độ. Tiếp theo ở đây chúng ta có góc KCB bằng 90 độ, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Rồi, từ đây chúng ta đi xét vào cái tứ giác BHKC có tổng hai góc đối diện bằng 180 độ, góc KHB cộng với góc KCB bằng 90 độ cộng với 90 độ bằng 180 độ. Mà đây là tổng hai góc đối diện của tứ giác. Từ đây em suy ra tứ giác đó nội tiếp. Mà cụ thể ở đây cái đường tròn nó tạo cái tứ giác này nó tạo bởi hai tam giác vuông có chung nhau cạnh huyền, chính là cạnh KB, mà em có thể nói là nội tiếp đường tròn đường kính KB. Rồi, đấy là phần A nhé. Bây giờ đến phần B. Chứng minh cho AK nhân với AC bằng AM bình phương. Nếu như mà ở bài này người ta không cho chúng ta nửa đường tròn mà cho cả một cái đường tròn này, cho cả một đường tròn nhé, thì ở bài này chúng ta chứng minh ý B này thông qua tam giác đồng dạng, đó là cái tam giác AMK đồng dạng với tam giác ACM. Đó. Bằng cái cách là chúng ta chỉ ra cái góc đây, thầy ghi vào đây nhé. Ta chỉ ra cái góc A1 đây này là góc chung này, cộng thêm cái góc M1 đây này, nó bằng với góc C1. Hai góc này nó chắn hai cung bằng nhau, nhưng với điều kiện là phải cho cả một cái đường tròn này, đúng không nhỉ? Phía dưới này. Thế nhưng mà ở đây cho có nửa đường tròn thôi. Như vậy thì cái cách đầu tiên em làm, em có thể em vẽ cả đường tròn em làm cũng được.
Tuy nhiên đây không cần vẽ cả đường tròn thì em sẽ làm với cái nửa đường tròn này thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện như sau nhé. Trước hết là căn cứ vào đề bài này, em sẽ thấy là cái thằng AM này. AM đây. Em thấy là chúng ta có thể chứng minh được ngay cái tam giác AMB là tam giác vuông tại M. Bởi vì góc tại M là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Có đường cao là MH. Cho nên chúng ta có AM bình phương sẽ bằng AH nhân với AB. Đây, thầy ghi cái ý tưởng ở đây trước đó nhé. Chúng ta đi làm từng bước một. Em theo dõi lên phía trên này, phần B này. Bước 1 là em đi em chứng minh cho góc AMB bằng 90 độ đã. Ta có góc AMB bằng 90 độ. Đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Rồi, vậy thì từ đây em suy ra chúng ta có tam giác AMB. Tam giác này là vuông tại M. Có đường cao là MH. Áp dụng hệ thức lượng, em có bình phương cạnh góc vuông bằng hình chiếu nhân cạnh huyền. AM bình phương này bằng AH nhân AB. Đây, ký hiệu là 1. Ở đây em giải thích đây là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đó. Thế sau khi em làm được ý này rồi, thế mà đề bài này yêu cầu chứng minh cái này. Chứng minh đây, em nhìn vào yêu cầu đề bài này. AM bình phương bằng AK nhân AC. Ở đây thầy ghi nháp vào đây nhé. Ghi nháp vào đây này. Mà cần phải chứng minh cho AM bình phương này bằng AK nhân với AC. Điều đó có nghĩa là em phải đi em chứng minh cho AH nhân AB. Nó bằng AK nhân AC. Đấy, phải đi chứng minh cái điều này. Mà chứng minh cái điều này thì quá đơn giản. Em nhìn vào cái trên hình này, em nhìn nhé. AH nhân AB bằng AK nhân AC. Đấy, thì em thấy ngay là ta đi chứng minh hai tam giác đồng dạng. Nó là tam giác AHK đồng dạng với tam giác ACB. Rồi, hai tam giác này thì em thấy có cái góc này là góc chung này, góc A2 chung này. Đấy, và mỗi một tam giác đều có một góc vuông, góc H1 này, nó bằng góc C2 này, bằng 90 độ. Vậy là xong, phải không nhỉ? Rồi, bây giờ ta chuyển đến bước thứ hai nhé. Cái phần màu xanh này này. Đây là nháp thôi, bây giờ ta đi thực hiện tiếp tục nhé. Bây giờ em đi xét tam giác AKH. Và tam giác ACB có góc A2 là góc chung. Và cái góc H1 này nó bằng với góc C2 đều bằng 90 độ. Từ đây em suy ra hai tam giác đó sẽ đồng dạng. Theo trường hợp góc, bây giờ em chia tỷ số ra. Ta có AK này, chia cho AC bằng AH chia cho AB. Rồi bây giờ em nhân chéo lên. Chúng ta có AH bây giờ như thầy viết cái chỗ này nó nhầm tam giác, thầy để kiểm tra nhé. Đây là tam giác, đây không phải là AKH mà đây là AHK đồng dạng ACB. Chỗ này viết nó sai thứ tự này, cho nên là chia tỷ số này thấy nó có gì đó sai. Em sửa chỗ này nhé. Rồi, chỗ này là tam giác AKH đồng dạng tam giác ACB.
Đây là AK này chia AC này bằng AH chia cho. Đấy, đã bỏ sửa rồi nhưng mà vẫn chép lại như vậy. Đây là AHK, cứ viết là AKH thôi. AHK nhé, đồng dạng đây là ACB. Ở đây là AH chia AC này. Bằng AK chia AB. Đây, bây giờ nhân chéo lên. AH nhân với AB bằng AK nhân AC. Bây giờ cái hiệu ý này là ý số 2. Rồi, từ 1 và 2 em nối vào là chúng ta có được AM bình phương sẽ bằng AK nhân AC, đều phải chứng minh. Bây giờ tiếp theo ta đến phần C. Chứng minh cho cái tổng AE nhân AC cộng với BE nhân BM không phụ thuộc vào vị trí của điểm M trên cung AC. Đầu tiên em đi em quan sát vào cái biểu thức này nhé. Em thấy này, đây này. AE nhân với AC. Vậy thì căn cứ vào cái hình dạng như thế này, em thấy là chúng ta có thể dự đoán được điều này. Trước hết là chúng ta sẽ phân tích nháp để chúng ta dự đoán nhé. Em dự đoán là AE nhân AC. Đây, với cái tương ứng rất là đẹp đây. AE nhân AC. Nó sẽ bằng AI nhân AB. Cái điều này chúng ta có thể chứng minh thông qua tam giác đồng dạng, đó là cái tam giác này AIE đồng dạng tam giác ACB. Hai tam giác là đồng dạng với nhau. Rất đơn giản bởi vì có một góc chung và mỗi một tam giác đều có một góc vuông, phải không nhỉ? Theo trường hợp góc góc. Đây là cái dự đoán đầu tiên. Cái dự đoán thứ hai em nhìn đây này, BE nhân BM đấy nhá. BE nhân BM thì em dự đoán nó sẽ bằng BI nhân BA. BE nhân BM sẽ bằng BI nhân BA. Cái điều này có được cũng là do hai tam giác đồng dạng, đó là tam giác B IE đồng dạng tam giác BMA. Hai tam giác này vẫn có một góc chung là góc tại đỉnh B này, và mỗi một tam giác đều có một góc bằng 90 độ. Rồi, nếu như vậy thì sau khi mà dự đoán điều đó, em sẽ đi em cộng vế vào. Em sẽ có AE nhân AC cộng với BE nhân với BM. Rồi sẽ bằng này, phía phải này, AI nhân với AB cộng với BI nhân BA. Đến đây em thấy có nhân tử chung là AB em nhóm ra bên ngoài. Bên trong còn AI cộng BI. AI cộng BI nó bằng AB. Mà AB chính là 2R, phải không nhỉ? Nên là 2R nhân 2R.
như vậy là bằng 4R bình phương. Đó, như vậy cái biểu thức này nó không đổi. Thế từ đây em suy ra cái tổng này không đổi, tức là nó không phụ thuộc vào vị trí điểm M trên vuông AC. Đấy, như vậy cái sơ đồ nháp này chính là thực hiện lời giải nhé. Bây giờ khi làm bài thì em sẽ đi chứng minh hai cặp tam giác đồng dạng này, rồi em làm theo cái sơ đồ này nhé. Và bây giờ chúng ta đi thực hiện lời giải chính thức của cái phần C này. Bước thứ nhất là chúng ta đi xét tam giác AIE. Và tam giác ACB có góc A2 là góc chung. Cộng thêm mỗi một tam giác đều có một góc vuông, đó là góc AIE này, bằng mấy góc ACB đều bằng 90 độ. Từ đây em suy ra hai tam giác này đồng dạng với nhau. Theo trường hợp góc góc. Đó, bây giờ em chia tỉ số ra. Chúng ta có AI chia AC bằng AE chia AB. Bây giờ em nhân chéo lên nhé. Chúng ta có AE nhân AC này bằng AI nhân AB. Đây ký hiệu là ý một ông sao. Rồi tương tự như vậy, làm quy trình hoàn toàn tương tự như này, chúng ta cũng chứng minh được tam giác BIE đồng dạng tam giác BMA. Hai tam giác này chứng minh y như vậy thôi. Chúng ta ghi là chứng minh tương tự, ta có tam giác BIE đồng dạng tam giác BMA. Và em chia tỉ số ra, chúng ta nhân chéo lên, chúng ta có biểu thức thứ hai. Đây, biểu thức thứ hai, biểu thức này đây, BE nhân BM bằng BI nhân BA. Ở đây ký hiệu là hai ông sao. Đấy, từ 1 sao và 2 sao em cộng vế vào. Đấy, cộng vế vào, bây giờ viết là nó chính là cái chỗ mà ta vừa thực hiện nháp này. Y như thế này, này. Chẳng qua ta đi chép lại thôi nhé. Nó chính là cái chỗ này, này. Đó nhé. Đấy, ta chép lại thôi. Như vậy em lấy nguyên cái chỗ này xuống đây nhé. Đấy, lấy nguyên này xuống đây, chép xuống đây thì nhé. Rồi như vậy đến đây chúng ta kết luận. Rồi từ đây chúng ta có kết luận là vậy. AE nhân AC cộng với BE nhân với BM nó bằng 4R bình phương. Giá trị này không phụ thuộc vào vị trí của điểm M. Ở trên cung AC. Điều phải chứng minh có nghĩa là cho dù điểm M nó có chạy ở vị trí bất kỳ nào đó ở trên cung AC này, thì cuối cùng chúng ta tính toán cái biểu thức này nó vẫn ra là bằng 4R bình phương.